Nam Phương Hoàng hậu và các thứ phi của cựu Hoàng Bảo Đại. Một Nam Phương Hoàng hậu, người thiếu nữ gò công sắc nước hương trời, đức hạnh vẹn toàn, được xem là mẫu nghi thiên hạ, tưởng đâu cuộc đời hạnh phúc. Nhưng số phận hẩm hiu, phải sống cô đơn sầu muộn và chấm dứt cuộc đời nơi đất khách quê người, trong buồn thảm. Bà Hoàng sầu muộn đó chính là Nam Phương Hoàng hậu. Bà là vợ của Hoàng đế Bảo Đại, Hoàng hậu duy nhất của nhà Nguyễn được phong chức Hoàng hậu khi còn sống và cũng là Hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Bà tên là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1914 tại Gò Công, xuất thân từ một gia đình công giáo giàu có bậc nhất Nam Kỳ thời bấy giờ. Tên thánh là Mary Therese Maria Teresa, quốc tịch Pháp tên Jean Marie Nguyễn Hữu Thị Lan. Con ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bính, cháu ngoại ông Lê Phát Đạt huyện sĩ, là một trong bốn người giàu nhất Việt Nam đầu thế kỷ 20. Miền Nam có câu, nhất sĩ, nhì phương, tam sường, tứ định. Nguyễn Hữu Hào có hai người con gái, Nguyễn Hữu Thị Lan và người chị là An Nguyễn Hữu Hào, lấy chồng sớm là bá tước đi Delos, làm công chức cho Tây. Qua những tấm hình đăng trên tờ Indochina, thì hai chị em đều cao lớn, hơn hẳn những người phụ nữ Việt Nam khác. Năm 1926, 12 tuổi, Mary Therese Nguyễn Hữu Thị Lan sang Pháp học tại trường Couvent de Oiseau, một trường nữ danh tiếng tại Paris, do các nữ tu điều hành. Tháng 9 năm 1932, sau khi đậu tú tài toàn phần, Nguyễn Hữu Thị Lan về nước trên chiếc tàu D. Actanyang của hãng Messi Curry Maritime. Bảo Đại cũng về nước trên chiếc tàu đó để lên ngôi vua, nhưng hai người không gặp nhau. Cuộc tình với Bảo Đại. Gần một năm sau, khi Hoàng đế Bảo Đại lên nghỉ mát ở Đà Lạt, trong một buổi dạ tiệc tại khách sạn La Palace, do toàn quyền Đông Dương Pierre Pasquier và thị trưởng Đà Lạt sắp đặt, Nguyễn Hữu Thị Lan và Hoàng đế Bảo Đại gặp mặt nhau. Về cuộc tình duyên, trong cuốn Con rồng An Nam, Bảo Đại viết như sau. Sau lần hội ngộ đầu tiên ấy, thỉnh thoảng chúng tôi gặp mặt nhau trao đổi tâm tình, Mary Therese thường nhắc đến những kỷ niệm ở trường Couvent de Oiseau một cách thích thú. Cũng như tôi, nàng rất thích thể thao và âm nhạc. Nàng có vẻ đẹp dịu dàng của người miền Nam, pha một chút Tây Phương, do vậy tôi đã chọn hai chữ Nam Phương để đặt danh hiệu cho nàng. Các tiên đế của tôi cũng hướng về phụ nữ miền Nam, đã có 7 phụ nữ miền Nam từng là chủ nhân của Hoàng Thành Huế. Trước kia, Đức Thế Tổ Cao Hoàng Vua Gia Long được dân miền Nam yểm trợ khôi phục Giang Sơn, do đó có sự ràng buộc tình cảm giữa Hoàng Triều và người dân miền Nam. Trong cuốn hồi ký, Nam Phương Hoàng Hậu cũng ghi lại. Hôm đó, ông Đa Lờ, thị trưởng Đà Lạt gửi giấy mời cậu Lê Phước An của tôi và tôi đến dự tiệc tại Hotel Palace. Tôi không muốn đi, nhưng cậu An năn nỉ và hứa chỉ đến tham dự và vái chào nhà vua xong thì về, nên tôi phải đi một cách miễn cưỡng. Chỉ trang điểm sơ sài và mặc chiếc áo bằng lụa đen mua từ bên Pháp. Chúng tôi đến trễ. Bữa tiệc bắt đầu từ lâu. Cậu tôi kéo ghế định ngồi bên ngoài, thì ông Đa Lờ trông thấy, chạy đến kéo chúng tôi vào trong nhà. Ông nói, ông và cô phải đến bái yết hoàng thượng mới được. Khi cánh cửa phòng khách vừa mở, tôi thấy vua Bảo Đại ngồi trên chiếc ghế bành giữa nhà. Ông Đa Lờ bước đến bên cạnh nhà vua, nghiêng mình cúi chào và kính cẩn nói, võ trẻ Majesty, Monsieur Lê Phước An et Sanis, Mademoiselle Mary Therese. Tô hoàng thượng, đây là ông Lê Phước An và cháu gái, cô Mary Therese. Nhờ các nữ tu ở trường Couvent de Oiseau chỉ dạy, nên tôi biết phải làm thế nào để tỏ lòng tôn kính đối với một quân vương. Vì thế, tôi không ngần ngại đến trước mặt hoàng đế, quỳ một gối và cúi đầu sát sàn nhà, cho đến khi bàn tay của cậu tôi kéo dậy. Nhà vua gật đầu chào tôi, thì vừa đúng lúc, tiếng nhạc trỗi lên theo nhịp tango, ngài ngỏ lời mời và dìu tôi ra sàn nhảy. Rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Về sau, khi đã thành vợ chồng, ngài cho biết là hôm đó, ngài rất chú ý đến trang phục đơn giản của tôi. Tôi nghĩ rằng, nhà vua chú ý đến tôi, một phần là, tôi là người Việt Nam duy nhất biết nói tiếng Pháp và hành lễ đúng cung cách lễ nghi đối với ngài. Bảo Đại say mê Nguyễn Hữu Thị Lan, ông viết. Lan có vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm tôi say mê, sang trọng nhưng không kiêu, có nụ cười kín đáo và không e lệ. Khi Bảo Đại hỏi cưới thì gia đình Nguyễn Hữu Thị Lan ra điều kiện. Nguyễn Hữu Thị Lan phải được tấn phong Hoàng hậu Chánh cung ngay trong ngày cưới. Được giữ nguyên đạo công giáo, các con sinh ra phải được rửa tội theo giáo luật công giáo và giữ đạo. Riêng Bảo Đại thì vẫn giữ đạo cũ là Phật giáo. Phải được Tòa Thánh Vatican cho phép đặc biệt hai người lấy nhau và giữ hai tôn giáo khác nhau. Nguyễn Hữu Thị Lan là người nổi tiếng xinh đẹp, đã từng 3 lần đoạt giải Hoa hậu Đông Dương, nhưng bà mang quốc tịch Pháp và đạo công giáo, vì thế cuộc hôn nhân gặp phải nhiều phản đối. Thái hậu Từ Cung, mẹ Bảo Đại, không bằng lòng. Các quan trong triều,
vốn có ác cảm với người Pháp và Thiên Chúa Giáo vì đã có những vụ cấm đạo, giết giáo sĩ, giáo dân. Hơn nữa, một số quan lại có con gái, muốn cho vào làm dâu nhà Nguyễn. Vua Bảo Đại nói với thân mẫu, nếu không cưới được Nguyễn Hữu Thị Lan, thì ông ở vậy, không lấy vợ. Trước hoàng tộc, nhà vua nói, trẫm cưới vợ cho trẫm, đâu phải cưới cho cụ Tôn Thất Hân và triều đình. Tôn Thất Hân làm viện trưởng cơ mật viện và thượng thư bộ hình. Hôn lễ và đăng quang. Ngày 20 tháng 3 năm 1934, hôn lễ được tổ chức tại Huế. Khi đó, Bảo Đại 21 tuổi, Nguyễn Hữu Thị Lan 19. 4 ngày sau, lễ tấn phong hoàng hậu rất trọng thể ở điện Dưỡng Tâm. Nhà vua phong hoàng hậu tước Nam Phương hoàng hậu. Việc phong hoàng hậu là một biệt lệ, vì 12 đời vua trước, các bà vợ chỉ được phong vương phi, đến khi chết mới được truy phong hoàng hậu. Bảo Đại giải thích hai chữ Nam Phương như sau, tôi đã chọn tên trị vì của hoàng hậu mới là Nam Phương, có nghĩa là hương thơm của miền Nam Parfum Du Sud và tôi đã ra một chỉ dụ, đặc biệt cho phép bà được phục sức màu vàng, là màu dành riêng cho hoàng đế. Có câu lưu phương bách thế là tiếng thơm lưu truyền muôn thuở, hoặc ngàn năm lưu xú diệt lưu phương là tiếng xấu làm mất tiếng thơm ngàn năm. Đêm ngày 1 tháng 4 năm 1936, người dân Huế nghe những tiếng súng Đại Bác báo tin mừng hoàng hậu hạ sinh và tờ mờ sáng thì nghe 7 tiếng súng thần công nổ rền, báo tin mừng là một hoàng tử. 9 tiếng Đại Bác là công chúa, đó là Đông Cung Thái tử Bảo Long. Bảo Đại rất thương yêu vợ. Ông thường tự lái xe đưa hoàng hậu thăm viếng những danh lam thắng cảnh của đất nước, có lần lái xe đến tận Nam Vang Phnom Penh. Nam Phương giúp nhà vua trong những buổi tiếp đón những phái đoàn ngoại giao, mà trước kia chưa có hoàng hậu nào tham dự như tiếp thống chế Tưởng Giới Thạch của Đài Loan, quốc vương Norodom Sihanouk của Campuchia và quốc vương Lào Sao Pha Vang Vọng. Bà cũng đem lại hòa khí giữa những chức sắc đạo Thiên Chúa với hoàng triều nhà Nguyễn. Cuộc sống lưu vong. Năm 1945, hoàng đế thoái vị, làm một thường dân. Năm 1947, hoàng hậu rời Việt Nam bắt đầu cuộc sống lưu vong. Những năm cuối đời, bà sống lặng lẽ cùng các con tại một làng cổ tên Chabrenac, tỉnh Corre, Pháp. Khu trang trại có rừng bao quanh, tòa nhà gồm 32 phòng, 7 phòng tắm, 5 phòng khách. Cựu hoàng có đến thăm bà vài ba lần. Dân làng Chabrenac kể rằng, Nam Phương giàu có nhưng thiếu hạnh phúc, buồn nản về tình cảm nên sống âm thầm trong ngôi nhà vắng vẻ. Những ngày vui ngắn ngủi trong mùa hè, khi các con về thăm rồi lại đi. Chút hơi thở cuối cùng. Ngày 14 tháng 9 năm 1963, khi từ quận Brive kế bên về nhà, bà kêu đau cổ họng. Hôm sau bác sĩ đến, cho là viêm cổ họng thông thường, kê toa mua thuốc rồi ra về. Bác sĩ không biết rằng bà có bệnh lao hạch trước kia. Vài giờ sau, bà kêu khó thở. Quản gia gọi điện thoại đến xã Duy U Lạc kế bên, rồi gọi đến thị trấn Pompadour cách đó 10 cây số. Khi bác sĩ đến thì đã quá trễ. Bà đã chết vì nghẹt thở ở tuổi 49. Ngoài người giúp việc và ông quản gia ra, không có ai khác cả. Các con đi làm hoặc đi học ở Paris. Đám tang ảm đạm cũng như cuộc đời sầu muộn của bà. Được tổ chức sơ sài, lặng lẽ, không một lời ai điếu. Ngoài hai hoàng tử và ba công chúa đi bên cạnh quan tài, không có bà con nào cả. Về phía chính quyền, có hai thị trưởng Brive La Gaillac và Chabrenac. Ngôi mộ. Nơi an nghỉ của bà là khu mộ của gia đình bá tước Zelabes. Vì thế, hôm đưa tang, người chủ đất là bà bá tước đến thăm. Bà bá tước chính là công chúa Như Lý, con gái vua Hàm Nghi, mà dân Pháp gọi bà là công chúa An Nam Princess de An Nam, thuộc vai vế hàng cô tàn tệ của Bảo Đại. Kể lại chuyện này, công chúa Như Lý nói, ở gần nhau suốt 5 năm mà không biết nhau, đến khi người cháu Nam Phương qua đời mới biết, thật là đáng tiếc. Ngôi mộ của bà thấp lè tè, nằm khiêm nhường và kín đáo bên cạnh những ngôi mộ to lớn ở đó. Trên mộ bia, ghi rõ tên và phẩm tước bằng chữ Pháp, nơi đây, an nghỉ của Hoàng hậu nước An Nam, tên là Jean Mariette Nguyễn Hữu Thị Lan. ICI phía sau có khắc dòng chữ Hán, đọc từ trên xuống Đại Nam, Nam Phương Hoàng hậu chi mộ. Người ta đồn, thi hài được chôn theo nhiều nữ trang quý báu như kiềng cổ, một xuyến nạm ngọc lam. Ngôi mộ bị đào 3 lần, 2 lần có mục đích trộm cắp và 1 lần vì lý do chính trị. Đó là ngày kỷ niệm Pháp thất trận Điện Biên Phủ, cho nên người Pháp không ưa người Việt Nam và không biệt bất cứ người Việt nào. Hiện nay, bia đã sứt cạnh, dáng vẻ điêu tàn, vì người giữ nghĩa trang ngày càng già yếu, không còn đi lại chăm sóc mồ mả ở đó chu đáo được nữa. Hàng năm, vào dịp Thanh Minh, công chúa Phương Liên, con gái thứ hai, sống ở Bordeaux, mang hoa tươi đến trồng trên mộ. Theo dân làng Chabrenac,
thì Bảo Đại chưa một lần nào đến viếng mộ cả, ngay trong ngày tang lễ cũng vắng bóng ông, đó là lý do khiến cho các con ngày càng xa lánh ông. Người bạc tình.